Ui, con gì nó kêu nha. Ui, con cá kìa. Ngồi xuống, con nhảy xuống. Con cá gì mà nó chạy nó nhảy. Ui, cái nhà nó quặn vậy nha. Ui, cái lắc quá vậy. Không. Ui, cái gì vậy. Ui, con cá chơi, cái chơi. Chu cha mẹ ơi, con cá nè. Kìa kìa kìa. Ủa, chơi nó cái nhà ơi. Nó quặn kìa. Làm sao té dữ luôn đi. Con trộn kìa, cái cần rung nè. Bự quá nè. Quê miền Tây chào ông bà cô chú anh chị bạn đến với kênh nha. Cả nhà ơi, hồi sáng mình có đi cắm mấy cần câu cá lóc ở cả nhà. Thì giấc này cũng tối rồi, cả nhà cũng 8 giờ tối rồi. Thì hai chị em mình mới bắt đầu đi thăm mà ông trời ổng thương hai chị em mình, ông trời ổng mưa lâm râm luôn cả nhà. Cho nên là hai chị em mình cũng quyết định là đi luôn. Mặc cho bao mưa bão. Thấy sương. Thì hai chị em mình sẽ đi thăm nghe nha. Cả nhà cũng theo chân mình để xem kết quả thế nào nha. Ồ, cái này nó ăn hết trơn rồi đó nhà ơi. Ủa, nó ăn còn cái lỗ phân luôn. Hết trơn rồi. Gọi 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 xin. Ây da, nghe máy ra. Ôi, nó móc cái áo mình rồi. Thì móc vô xương cầm nha. Nằm đâu xương. Thôi cái cành thứ hai có nhà thôi. Ôi có cái lóc kìa. Ôi là trời, cái gì vậy con. Ôi cái lóc cái nhà ơi, cái lóc, cái lóc. Nó đang ngủ á. Cứng quá. Để em nắm tay vậy nè. Cá lóc. Một con cá lóc nha. Ui. Ui. Cứng quá hả? Nào người sâu quá nhà. Mất mồi luôn rồi. Ăn hết mồi luôn. Cứng dữ rồi. Cái này mình cắm câu giữ câu ó đó nha. Ủa nó móc ra dữ xuống. Ui chui ra được luôn nè. Còn con cá nó ăn mà sao gỡ không ra luôn đó nha. Quá khứ rồi. Ngồi được rồi. Nè cả nhà. Rồi con cá lóc đồng cả nhà ơi. Cá lóc. Bóp chết chết queo luôn á. Bây giờ cái múc miếng nước xuống rồi. Đứng đợi tháo mà mỗi mòn. Rồi lọt xong quá. Lọt cái ẩm một cái. Ủa nó kìa. Không. Nó quá quặn cái đồng luôn. Đứng ra chỗ này cả nhà có cá cả nhà. Chỗ này có cá á. Được con cá lóc. Tiếp theo em cầm cho. Thôi. Ồ. Mất rồi chưa? Không rồi. Trời lỡ nó mà đỡ không thôi đúng nè. Đây một cái cừng nữa. Đây cầu khỉ nè. Cầu khỉ phải không? Ừ. Cầu gì? Cái này nó ăn hết trơn ở nhà ơi. Còn cái lử không à? Còn mồi luôn nè, còn mấy cái đầu không? Còn dế hả? Ừ. Cái này chào mua lâm râm cái nhà lạnh lên. Hai chị em đang nằm ở nhà coi phim với nhà. Cái thấy cái chị kia kìa. Đi câu cá, hai chị em mới nhớ.
Thì mới nhớ hồi sáng thôi là thôi. Quên luôn rồi. Thôi là quên luôn đó nha. Ở đây không có hết ta. Dạ. Rồi. Rồi đúng rồi. Nóng sận này. Nó có rồi nha. Ui con gì nó kêu vậy? Ui cá kìa. Kìa. Xuống ơi xuống, con nhảy xuống. Con cá gì mới chạy nó vậy? Ui cái nhà nó quặn kìa nha. Ui cái lắc quá vậy? Không. Cái ui cá gì vậy? Ui con cá chơi, cá chơi. Ui cá chơi thương ơi thương. Ui con bự không có bay đâu ta. Con bự á. Chừng năm chị á. Ủa nó ăn hết mọi luôn á nha. Ui cái lưỡi câu này nó khó gỡ quá nhà ơi. Đỡ tháo thôi mà gỡ nó chắc luôn á. Ui cứng như vậy. Ui được rồi. Này đó nha. Nhớ lại xem nè. Con cá chê đó nha. Có đồ ăn ăn rồi. Hai đứa làm bạn nha. Mệt quá. Trời ơi, đúng chừng. Cái này mình với nguyên cả xin. Hơn là đây là trời hơi mưa chút xíu không à. Kết quả thật rồi. Hạnh phúc quá. Không không ngoài vậy đó. Hết cái này. Có rồi. Nếu đi câu luôn. Thì này có cái. Trời. Trời cái nhà đó nha. Cái gì? Ôi con cái gì? Vậy mà nó gãy tay luôn á. Ồ công cần luôn đó nha. Ồ. Em dơ cái quẩn chân. Vô đây vô đây. Dính được cái luôn cái nhà ơi. Ôi. Cũng mự á. Cái gì mà khó lấy ra thôi. Ồ nó ăn dính vô nó móc lại ra nhà cứng nhắc rồi. Đựng cá rô luôn không à. Cá rô luôn. Con. Xe bé Trương à. Để đi luôn. Ở đây có con cần nè. Không. Ừ, có gì vậy? Chuyện nói dính nữa đi nha. Dính nữa cả. Trời ơi trời. Để em cầm này. Trời ơi, dính liền keo luôn. Ơi con gì bự vậy cả nhà? Cá sấu á. Trời ơi con cá chơi xuống ơi xuống. Ui. Có gì bự, có nãy gì á. Cầm quang ha. Chơi bự. Chơi bự quá xuống ơi. Bự luôn. Ủa cứng. Không tháo được luôn cả nhà. Lên cá khó khăn quá. Mệt quá. Cần oxy. Đúng khó lấy luôn á. Trời ơi con cá chơi. Con nó đang tay mình luôn đó nha. Mà tay cũng chút xíu rồi. Cá chơi. Cá chơi. Đó. Đúng là
ông trời ơi, phụ không rồi. Ông cho mình dầm mưa chút xíu mà ông cho mình cáo quá trời ra cả nhà. Tiếp tục. Lên cái cục này. Đu cha mẹ ơi, có cắm nè. Kìa kìa kìa. Ủa hết chơi nữa cả nhà ơi. Nó ngoặn kìa. Làm sao té dữ luôn đi. Ôi trời kìa, cái cận rung nè. Bự quá nè. Trời ơi. Ôi, tôi muốn làm như cá chê không vậy? Đúng mắm luôn rồi. Cái mùi này cá chê nhất kìa. Ủa nó dính lên với cái râu luôn cả nhà ơi. Ôi. Cách chê. Cái râu dậy ra cả nhà. Đúng là chu quốc chế. Chu quốc chế. Chu quốc chế. Cái gì này mấy con ấy không có trời luôn. Con gì? Con hồng hộp hả? Mấy con gì? Ủa nhớ mình có đặt cái đây mà ta. Hay là nó ăn nó lôi luôn cái cần luôn rồi. Không lẽ nào là như vậy. Đúng không? Ủa? Không có. Cả nhà ơi, mình kể cho cả nhà nghe chuyện này nè. Ghê lắm không? Công chuyện ly kỳ lắm. Ừ. Hồi nãy á, là mấy chị em mình á đi được một đoạn cái nhà tới cái đoạn kia á, cái quay xuyên đó cả nhà, quay mà quay tới quay luôn quay hoài mà điện thoại không quay được luôn cả nhà, không quay được luôn, nó quay được có xíu cái đứng, quay được có xíu đứng hoài luôn cả nhà, xong rồi cái mấy em mình sợ quá, tại vì ở chỗ đó đó bình thường không có nhà gì chơi, ở nhà không có thấy ai chứ, toàn là vườn cây này kia không, mà mấy em mình mới cắm câu thử cả nhà, cái tự tới lúc đó cái không có quay được luôn cả nhà. Quay camera bấm cái điện cái nó để là bị lỗi hoài luôn. Cái mấy chị em mình sợ á, tính ra là còn cái chục cần nữa ở nhà mà không dám gỡ luôn. Quá trời sợ rồi, đi về đây nè. Mà đi về đây thì quay được ở nhà không hiểu sao luôn. Trời ơi, chắc mai mình mới đi lấy về được ở nhà chứ sợ quá sợ. Chạy giết về chứ. Ừ. Thì nãy giờ á hai chị em mà nó cũng cấm câu được nhiêu cá là cả nhà. Cá lóc nè, cá chê, cá gô cũng đây, nhiều á. Ồ, cũng nhiều quá nha. Hên là có cá không? Không thôi không có cá. Bộ khi có chuyện nó về chứ cám ảnh. Rồi có bị trầm cảm luôn cả nhà. Quá thì sợ luôn. Thì video tới đây hai cho mình xin khép lại cả nhà. Mình xin cảm ơn bà cô chú anh chị bạn đã xem hết video nha. Cả nhà hay nhớ like, đăng ký, nhấn chuông nha. Hẹn bà cô chú anh chị bạn clip sau nha. Xin chào.